Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 17, phép chia hết ước và bội của một số nguyên. Và các em nhớ đây là bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì chương trình sách giáo khoa của môn toán lớp 6, ba bộ sách thầy đều đã làm chúng ta rất là chi tiết, rất là đầy đủ rồi. Các em nhớ tìm để các em học nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 73 nào. Như vậy chúng ta sẽ đến với cái bài hôm nay. Thì trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phép chia hết nè, ước và bội. Nhưng mà nhớ nè, đây là của cái gì? Số nguyên. Trong cái phần chương 1 thì chúng ta đã tìm hiểu về phép chia hết của số tự nhiên đúng không? Đấy, tính chất chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9 đúng không nào? Rồi chúng ta cũng đã tìm ước và bội của số gì? Số tự nhiên rồi đúng không? Nhớ đây là phần của số gì? Số nguyên nhé. Đấy. Rồi, vậy thì mình sẽ vào cái bài toán mở đầu nè. Ước và bội của một số nguyên có gì giống và khác ước và bội của một số tự nhiên mà chúng ta đã học? Đấy, như vậy thì chúng ta đã học và chúng ta đã biết rồi đúng không? Như vậy thì các em biết nè, số nguyên, đúng không? Tập Z của chúng ta này sẽ bao gồm là số nguyên âm và số nguyên gì? Nguyên dương. Vậy thì cái số nguyên dương này nè, nó sẽ nằm trong tập hợp N này, đúng không? Đấy, vậy thì số nguyên, ước và bội của số nguyên nó có giống với số tự nhiên, tức là cái phần dương hay không? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái bài hôm nay nhé, được chưa? Rồi, ta sẽ đến với phần thứ nhất là phép chia hết. Cho AB thuộc Z với điều kiện là B phải khác 0. Nếu có số nguyên Q sao cho A bằng Q B nhân Q. A thì bằng B nhân Q nè. A bằng B nhân với Q. Thì ta có phép chia hết A chia cho B bằng Q. Tức là ở đây A sẽ là số bị chia, đúng không? B là số chia và Q đây là thương. Các em hiểu chưa nào? Vậy thì lúc này chúng ta sẽ nói A chia hết cho B và chúng ta ký hiệu là A chia hết cho B. Đấy, vậy thì cái này có giống bên số tự nhiên không các em? Rất là giống đúng không? Rất giống đúng không nào? Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xét ví dụ 1 để rõ hơn về cái khái niệm này nè. Chúng ta có nè, 12 chia hết cho trừ 3. Nhớ cái này nó thuộc gì? Thuộc Z nè. Chỉ cần cái B này nè, nó phải khác 0 là được nhá. 12 nè, chia hết cho trừ 3. Vì 12 thì bằng trừ 3 nhân với trừ 4. Tức là gì? Hai số nguyên cùng dấu thì bao giờ cũng sẽ là gì các em? À, là mang giá trị dương, đúng không? Ta có 12 chia cho 3, trừ 3 sẽ bằng trừ 4. Đấy. Câu B nè, trừ 35 chia hết cho 7. Vì trừ 35 thì bằng 7 nhân với trừ 5. Do đó ta sẽ có trừ 35 chia hết cho 7 thì nó sẽ bằng trừ 5. Vậy thì từ cái này người ta nhận xét nè, từ 12 chia 3 bằng 4 ta suy ra được những phép chia hết như sau. Đấy, vậy thì đây là tự nhiên nè. 12 sẽ chia cho trừ 3 bằng trừ 4 nè. Trừ 12 này chia cho 3 bằng trừ 4 nè. Và trừ 12 chia cho trừ 3 bằng 4. Đấy. Vậy thì dấu của thương này, chúng ta lưu ý nè. Dương chia cho dương thì sẽ ra một số dương nè. Trừ chia cho trừ thì sẽ ra cộng nè. Trừ chia trừ thì bằng. À, cộng chia cho trừ thì bằng trừ nè. Trừ chia cho cộng thì bằng trừ. Đấy, cái này các em ghi vào cho thầy trong tập hay vào ghi nhớ nhé. Rất là quan trọng để chúng ta làm những cái bài tập. Được chưa? Phần này được chưa các em? Rồi, bây giờ để khắc sâu hơn về mặt kiến thức, chúng ta sẽ đến với luyện tập 1. Thực hiện các phép chia. Luyện tập 1 nhé. Bài số 1 này. Thực hiện phép chia 1, 3, 5 chia cho 9 nè. Từ đó suy ra thương của các phép chia 1, 3, 5 chia cho trừ 9 và
trừ 135 chia cho trừ 9. Đấy. Vậy thì các em thấy nè, 135 chia cho 9, 13 chia cho 9 được mấy? Được 1. 1 x 9 là 9, 13 trừ 9 còn dư 4. 45 chia 9 bằng 5. Như vậy 135 chia cho 9 thì bằng 10, 15 nè. Vậy thì từ đó nè, đây chúng ta dựa theo cái này. Vậy thì từ đó mình sẽ suy ra, từ đó suy ra thương của các phép chia nè. Được chưa? Vậy thì ta sẽ nè, suy ra được nè những phép chia hết sau. Đấy, những cái phép này chia hết sau. Đúng không? Chúng ta sẽ có cái gì đây? 135 chia cho trừ 9. Vậy thì 135 chia cho trừ 9 nè, dương nè. Này, dương chia cho âm nè. Dương mà chia cho âm nè thì sẽ bằng gì? Bằng âm nè. Đúng không? Đấy, chú ý cái này luôn nhá. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy nè. Trừ 135 lại chia cho trừ 9 nè. Trừ 135 nè. Chia cho trừ 9 nè. Vậy thì đây nè. Âm nè. Chia cho âm thì sẽ được một số dương, tức là sẽ bằng 10, 15. Chúng ta không cần ghi dấu cộng đằng trước. Được chưa? Chỗ này được chưa các em? Hiểu rồi nhá. Rồi, sang bài luyện tập bài số 2. Tính nè. Đây, thầy quay đây nhá. Đó, nhiều khi là giấy của chúng mình nó cũng, thầy làm nhiều khi nó cũng chưa được khoa học lắm, đúng không? Rồi, bài số 2. Tính nè, cậu A. Trừ 63 chia cho 9 nè. Trừ 63 chia cho 9. Như vậy thì trừ 63 chia cho 9 sẽ bằng mấy? Âm chia cho dương thì sẽ ra một số là dương. Phải không? Sai, sẽ là ra số âm nhá, sẽ là trừ 7. Rồi, câu B nè. Trừ 24 chia cho trừ 8 nè. Vậy thì đây là gì? Âm chia cho âm. Âm chia cho âm thì lại ra một số gì? Số dương. Như vậy đây sẽ bằng mấy? 3. Được chưa? Đấy. Rất là đơn giản đúng không? Câu C nè. À đâu có câu C, chỉ có câu A, câu B thôi đúng không? Rồi, như vậy chúng ta đã hiểu về phép chia hết chưa các em? Như vậy thì phép chia hết của số nguyên nó không khác nhiều so với phép chia hết của số gì? Số tự nhiên, đúng không? Tuy nhiên thì về dấu của số nguyên thì chúng ta nhớ cho thầy những cái này. Đấy. Số dương chia cho số dương thì như thế nào? Số âm chia số âm như thế nào? Đấy, nhớ nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ sang phần số 2, ước và bội. Đấy, vậy thì số tự nhiên chúng ta cũng đã biết ước và bội rồi đúng không? Ước thì chia, còn bội thì sẽ gì? Nhân, phải không? Thầy đã nhấn mạnh rất nhiều trong bài đó rồi. Rồi chúng ta sẽ tìm nè. Khi A chia hết cho B với điều kiện A, B sẽ thuộc Z và B này phải khác gì? Khác không? Ta còn gọi A là một bội của B và B là một ước của A. Đúng không? Quá đúng rồi đúng không? Vậy thì nó không khác gì so với số tự nhiên. Đúng không? Bây giờ xét ví dụ 2 nè. Câu A nè. 3 là một ước của âm 12. Tức là gì? Cái số âm 12 đây nè. Chúng ta sẽ có rất là nhiều ước đúng không? Ước của âm 12 thì nó sẽ là những cái số nào các em? Sẽ là 1 nè. Đúng không? Trừ 1 nè. Đúng không nè? 2 nè. Trừ 2 nè. 3 nè. Trừ 3 nè. 4 nè. Trừ 4 nè. Vân vân. Đúng không? Vậy thì cái số 3 đây nè. Nó là một ước của âm 12. Vì sao? Vì âm 12 đây nè. Nó chia hết được cho 3. Đấy. Vậy thì ở đây chúng ta tiếp tục nè. Trừ 35 là bội của trừ 7. Vì
trừ 35 này chia hết cho trừ 7, đúng không? Đấy, vậy thì đây là từ cái ví dụ này thì chúng ta sẽ có nhận xét khái quát thành này. Nếu A là một bội của B thì trừ A cũng là một bội của B. Tức là gì? Số đối nhá. A này là bội B này, là bội của B, thì trừ A này cũng sẽ là bội của B. Vậy thì các em thấy này, A và trừ A, đây là cái gì? Đây sẽ là cặp số gì đây? Số đối này. Đấy, nhớ cái này để mình làm những cái bài tập người ta đố về cặp số đối. Nếu B là một ước của A thì trừ B cũng là ước của A. Đấy, vậy thì tương tự như vậy. Tương tự như vậy thì cũng sẽ đối với ước, cũng liên quan tới số gì? Số đối nha các em. Đấy, rất là quan trọng nha. Nhớ những cái này để chúng ta làm những cái bài tập liên quan tới cặp số đối. Đừng em nào hỏi số đối là cái gì nữa nha thầy. Là thầy chịu rồi đấy. Là các em phải xem lại phần số tự nhiên nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đến ví dụ 3. Tìm các ước của 4 và các ước của 6. Như vậy thì chúng ta sẽ giải này. Ta có các ước dương của 4 là 1, 2, 4. Do đó tất cả các ước của 4 sẽ là âm 1, 2, âm 2, 4 và âm 4. Và tương tự như vậy thì các ước dương của 6 sẽ là 1, 2, 3, 6. Vậy thì chúng ta sẽ có số đối của nó sẽ là mấy đây? Âm 1 nè, 2 nè, đúng không? Âm 2 nè, 3, âm 3, 6 và âm 6. Vậy thì từ cái này nè, các em xem nè. Để tìm các ước của số nguyên A, ta tìm các ước dương của A cùng với các số đối của chúng. Đấy, ví dụ ở đây nè, ta đã tìm ra ước dương đây là 1 thì số đối của nó sẽ là âm 1. Ước dương là 2, số đối của nó sẽ là âm 2. Đấy, được chưa? Và chú ý nè, lại chú ý nữa nhá, sách này thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái mà chúng ta phải lưu ý. Ta thấy các số âm 2, âm 1, 1 và 2 vừa là ước của số 6 lại vừa là ước của 4. Chúng được gọi là ước chung của 6 và 4. Đấy, vậy thì ước chung nè. Nhớ bên số tự nhiên chúng ta cũng đã có ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ gì? Nhỏ nhất, đúng không? Đúng rồi. Đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đến ví dụ 4 nha. Nếu em nào thấy mệt thì chúng ta có thể dừng video lại, chúng ta giải lao một chút và chúng ta quay lại cái bài học nha. Bây giờ chúng ta đến ví dụ 4 nè. Tìm các bội của 7. Lần lượt nhân 7 với các số tự nhiên, đúng không? Ta sẽ được các bội dương. Vậy thì bội dương nè, thì chúng ta sẽ có các bội số đối của cái bội dương này nè. Đấy, đây là 7 nè. 7 thì sẽ có là trừ 7 nè. 14, đúng không? Sẽ có là trừ 14 nè. 21 nè, sẽ có là trừ 21, đúng không? Đấy, vậy thì nhớ là ước và bội thì lúc nào cũng liên quan tới cặp số đối nè. Đấy, vừa nãy thầy đã nêu trong phần lý thuyết này nhá, rất là kỹ chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái phần luyện tập 2. Đây, luyện tập 2 nhá. Luyện tập 2. Câu A này. Tìm các ước của âm 9. Đấy. Vậy thì giờ mình sẽ tìm nè, các ước của mấy? Của âm 9 nè. Vậy thì đây vì sao nó là số âm? Số âm. Số âm thì có chia hết cho dương không? Có chia hết cho dương, đúng không? Vậy thì ước thì chúng ta nhớ nè. Chúng ta nhớ nè, âm 9 này nè, nó sẽ lần lượt chúng ta sẽ chia cho hết được những số nào nè. Tập hợp nè. Các ước của gì? Của âm 9 nè sẽ là nè. Chúng ta sẽ có âm 9 chia hết cho mấy? Đầu tiên là chia hết cho 1 nè. Đúng không? Chia hết cho 1 nè. Chia hết cho thai trừ 1 nè. Đúng không? Âm 9 này sẽ chia hết cho 3 nè. Chia hết cho trừ 3.
đúng không? Âm 9 này sẽ chia hết cho 9 này và cho trừ trừ 9. Vậy thì đây chính là gì? Các ước của âm 9. Hay làm cách thứ hai. Cách hai thì chúng ta không nhẩm như thế này. Chúng ta sẽ tìm là các ước gì? Các ước âm của mấy? Của âm 9 là đấy. Vậy chúng ta sẽ có các ước âm đó là âm 1, âm 3 và âm 9. Vậy thì từ các ước âm này thì chúng ta sẽ có này, do đó này, ta sẽ có tất cả các ước của gì? Các ước của âm 9 sẽ là, được chưa? Sẽ là cái gì đây? Âm 1, 1, được chưa? Âm 3, 3, âm 9, 9. Đấy, vậy thì đây cũng là cách mà chúng ta trình bày. Vậy thì cái cách thứ hai đây nè, nó sẽ là cái cách mà theo sách giáo khoa ở trên cái ví dụ 3 mà chúng ta vừa thực hiện nhá. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang câu B là tìm các bội. Vẫn tiếp tục là luyện tập 2 câu B. Tìm các bội của 4 lớn hơn âm 20 và nhỏ hơn 20. Đấy, nhớ nha. Vậy thì mình phải lấy này gì? Những số nào mà chia hết cho 4 mà lớn hơn từ âm gì? Âm 20 và nó nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn 20 thì mình mới lấy nè. Vậy thì bây giờ mình sẽ tìm này, những bội của 4. Những bội dương đi, đúng không? Mình lập luận đầy đủ nhá. Lần lượt nè. Lần lượt nhân 4 với, nếu chúng ta nhân với bắt đầu từ số 0 cũng được, đúng không? 0, 1, 2, 3, 4 gì đó. Nhưng mà chúng ta nhớ chúng ta sẽ lấy bắt đầu từ số gì? 20. Như vậy thì mình chỉ có nhân từ mấy thôi? 20 đây là âm 4. Lớn hơn âm 20 mà. Đấy, vậy thì chúng ta cứ nhân với nè. 0 nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, vân vân. Được chưa? Đấy thì chúng ta sẽ được nè. Ta được các cái bội dương. Đúng không? Các bội dương của mấy? Của 4 sẽ là, đó, vậy chúng ta sẽ nhân lên nè. 4 nhân với 0 bằng 0 nè. Được chưa? 4 nhân với 1 là 4 nè. 4 nhân 2 là 8 nè. 4 nhân 3 bằng 12 nè. 4 nhân 4 16 nè. 4 nhân 5 2 20. Như vậy mình chỉ lấy gì? Nhỏ hơn 20. Vậy thì số 20 này mình sẽ bỏ nè. Được chưa? Đấy, mình chỉ lấy nó gì? Nhỏ hơn 20 tức là số dương, đúng không? Đó, vậy thì do đó các bội của gì? Của 4 sẽ là, thì giờ mình chỉ cần tìm cái gì đây? Số đối thôi. Không thì không có số đối, đúng không? Rồi, đầu tiên sẽ là 4. Số đối của nó là trừ 4. 8, số đối của nó là trừ 8. 12, số đối của nó là trừ 10, 12. Đúng không? Đúng chưa nào? Rồi bao nhiêu? 16, số đối của nó sẽ là trừ 10, 16. Đấy, vậy thì những cái này sẽ là gì? Lớn hơn 20. Lớn hơn trừ 20 và nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn 20. Chính là những cái chúng ta vừa liệt kê. Được chưa? Đấy, rất là dễ dàng, đúng không nào? Rồi, bây giờ mình sẽ đến cái phần tranh luận. Đấy, trong cái sách này của chúng ta nó có những cái tranh luận. Bạn pi, bạn vuông và bạn tròn, ba bạn tranh luận như sau nè. Có hai số nguyên AB khác nhau nào mà A chia hết cho B và B chia hết cho A không? Tức là A này chia hết cho B và ngược lại B này nó lại chia hết cho A. Đấy. Vậy thì cái anh này nè, anh vuông này, anh nói nè, làm sao mà có được? À, vậy anh tròn này, à, tớ vừa tìm thấy hai số như vậy đấy. À, vậy thì không biết tròn tìm được hai số nguyên nào nhỉ?
Đấy, vậy thì giờ mình sẽ giả định nè. Giả định mình sẽ tìm nè, tìm được các cái cặp. Ở đây chúng ta chú ý thầy gợi ý là dạng số đối đó. Tìm nè, ví dụ là 1, mình sẽ chia hết cho mấy, cho số đối của nó đúng không? Vậy thì trừ 1 nè, có chia hết cho 1 không? Chia hết cho 1, đúng nè. Đấy, vậy thì đây này chúng ta có nè, 4 nè, chúng ta cũng chia hết cho trừ 4 nè. Vậy thì trừ 4 này nè, cũng sẽ chia hết cho 4, đúng không? Đúng chưa nào? Vậy thì qua cái này mình cũng sẽ giải thích với bạn gì? Bạn gì đây? Bạn vuông và bạn pi. Đó là có, đúng không? Có nhá. Tròn tìm được hai số nguyên nào? À, có. Đó chính là gì? Hai số đối của nhau. Đấy, hai số đối của nhau tức là số âm và số gì? Số dương. Đấy. Và cụ thể ở đây nè, A hay B này nè. Vậy thì ở đây cụ thể như là A chia hết cho âm A thì âm A nè sẽ chia hết cho A. Đấy, vậy thì nhớ đây chính là hai số đối của nhau nhá. Được chưa? Đấy, vậy thì mình đã trả lời xong cái phần tranh luận này. Không cãi nhau được nữa đúng không? Không cần con số cụ thể, chúng ta chỉ cần nói đó là hai số đối của nhau. Vậy thì có vô vàn số, đúng không nào? Rồi. Bây giờ mình sẽ đến với phần bài tập nha. Ta sẽ đến với bài tập số 3.39 nè. 3.39 nhé. Rồi, người ta cho này, tính các thương. Đó. Vậy thì ở đây có câu A nè. 297 297 nè chia cho trừ 3. Vậy các em phải nhớ này, dương chia cho âm. Dương chia cho âm thì bằng một số gì? Số âm, đúng không? 29 chia cho 3 thì được 9 nè. 9, 3, 2, 7 còn dư 2. 2, 7 chia cho 3 được 9, như vậy sẽ là âm 99. Quá đơn giản đúng không? Câu B. Trừ 396. Trừ nè. 396 nè. Chia cho trừ 10, 12. Vậy đây nè, âm chia cho âm thì sẽ ra một số gì? Số dương, đúng không? 39 chia cho 12 thì chỉ được mấy? Được 3. 12 x 3 là 36. Còn dư 3, 36 chia cho 12 được 3. Vậy thì sẽ là dương 33 nhé. Đúng nào? Đấy, các em thử xem có đúng không? Rồi câu C. Âm 600 chia cho 15. Âm nè, 600 nè chia cho 10, 15. Như vậy đây là số âm chia cho số dương thì sẽ phải ra một số gì? Số âm. Như vậy 60 chia cho 15 được 4 và chúng ta sẽ thêm số 0. Kết quả sẽ là âm 4 gì? 40. Quá dễ rồi đúng không? Không ngờ bài này lại đơn giản như vậy đúng không? Rồi, đến bài 3.40. 3.40 nè. Người ta hỏi nè, tìm các ước của mỗi số. Đấy, 30, 42, âm 50. Vậy thì bây giờ mình sẽ lần lượt nè, tìm các ước của từng cái số này, đúng không? Đấy, vậy thì chúng ta phải nhìn ở trên xem cái cách mà tìm ước như thế nào, đúng không nào? Đấy, bây giờ mình sẽ tìm nè, ước của nè, ước của 30 nè, được chưa? Đấy, vậy thì mình sẽ lập luận nhé. Ta có nè các ước dương. Tùy cái số này, nếu nó là số âm thì mình sẽ tìm ước âm, đúng không? Của 30 sẽ là bao nhiêu các em? 30 sẽ chia được cho 1,
cho 3, cho 5, cho 6. 30 chia được cho 10, đúng không? Chia được cho 10, 15, chia được cho 3, 30. Đúng không? Đấy, vậy thì đây là những ước gì? Ước dương. Đúng không? Do đó nè. Do đó tất cả các ước của gì? 30 sẽ là. Đấy, vậy thì bây giờ các em chỉ cần đưa cái số đối vào. 1 nè, số đối của nó sẽ là -1. Đấy. Nếu giáo viên cho chúng ta làm tắt thì chúng ta chỉ cần ước của 30 sẽ là 1 - 1 nè. Được chưa? À đây còn số 2 nữa các em ạ, ước dương của nó phải có số 2 nữa chứ. 30 chia hết cho 2 mà đúng không? 2 nè, -2. 3 - 3. Đúng không? 5 số đối của nó là -5. 6 số đối nó là -6. 10 số đối là -10, đúng không? 10, 15 số đối của nó là -15 và 30 số đối của nó sẽ là -30. Đấy, vậy thì đây chính là cái gì đây? Các ước của 30 nhá. Được chưa? Thầy lại phải chỉnh cái máy quay. Rồi. Tương tự như vậy thì số 42, số gì? -50, các em có làm được không? Quá đơn giản rồi đúng không? Rồi, vậy mình sẽ tiếp tục 3.40 nhá. Mình sẽ tìm tiếp theo là ước của số 42 này. Các ước dương. Thầy làm rất là bài bản nhá. Ước dương của số 42 sẽ là 42, nó sẽ chia được cho những số nào? Chia được cho 1 nè, chia được cho 2 nè, đúng không? Tận cùng là 2. Chia được cho 3. 4 cộng 2 là 6, nó chia cho 3 đúng không? Chia được cho 5 không? Không được, chia được cho 6. 42 chia được cho 7. 42 sẽ chia được cho 10, 14. Chia được cho 21. Và chia được cho chính gì? Chính nó, đúng không? Đấy, vậy đến đây mình sẽ lập luận. Vậy thì do đó nè, tất cả các ước của gì? Của 42 sẽ là, đó, các em chỉ lấy cái này và đưa vào số đối của nó thôi, sẽ là mấy đây? 1 - 1, 2 - 2. Đấy, cái này thì dễ hơn cả ăn kẹo rồi đúng không? 3 - 3 nè, 6 - 6 nè, 7 - 7 nè, 14 - 10 - 14, 21 - 21, 42 và -42. Đấy, xong nhá. Được chưa? Rồi, tiếp theo, ước của -50. Đấy, bây giờ sẽ có nè, các ước. Vậy bây giờ số -50 đây nè, nó là số âm, thì mình sẽ tìm các ước gì? Ước âm, đúng không? Các ước âm của -50 sẽ là, ấy thì mình sẽ tìm âm trước, sau đó tìm số đối của nó là các số gì? Số dương, đúng không? Vậy thì 50 nó sẽ chia hết cho -1, đúng không? Chia hết cho -2, chia hết cho -5. 50 sẽ chia hết cho 10 là -10. Chia hết cho -25 và cho chính gì? Chính nó. Được chưa? Đó, vậy đến đây mình lại lập luận, do đó tất cả các ước của gì? Của -50 sẽ là, đấy, các em giờ chỉ ghi số đối của nó lại thôi. -1 nè, 1. -2, 2. Đúng không? -5, 5. Trừ gì? -10, 10. -25, 25. Trừ gì? -50,
5, 50. Đấy, được chưa? Đấy, thì bài này câu A xong nhá. Rất là đơn giản đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ đến câu B. Tìm các ước chung của 30 và 42. Đấy, ở đây nhớ người ta yêu cầu mình là ước chung nha. Câu B của bài 3.40 nè. Câu B nhá. Ước chung của 30 và 42. Như vậy thì cái này giống hệt như số tự nhiên rồi. Nhưng mà nhớ đây là số nguyên thì nó sẽ có phần gì? Phần số đối thôi. Được không? Đó. Vậy thì muốn tìm được cái này thì mình sẽ phải tìm nè. Các ước nè. Đến đây thì chúng ta sẽ làm bỏ qua cái bước là liệt kê ra nhá. Các ước của 30 nè. Của 30 là nè. Mình đã có ở câu A rồi đúng không? Các em chỉ ghi lại thôi. Đây câu A mình đã có tìm ước của 30 rồi. 30 nè. 42 có rồi đúng không? Đấy, vậy mình viết lại đây thôi đúng không? Các ước của 30 mình có đó là gì? 1 trừ 1 đúng không? 2 trừ 2 3 trừ 3 5 trừ 5 Thầy viết lại thôi nhá. 6 trừ 6 nè. 10 nè. Trừ 10 nè. 12 nè. Đúng không? Trừ 10. À 15 chứ. 30 đâu chia cho 12. 15 nè. Trừ 15. Và 30 trừ 30. Rồi tương tự như vậy thì chúng ta viết lại là các ước của bao nhiêu? Của 42. Đấy, chúng ta vừa làm xong đó. Sẽ là cái gì đây các em? 1 trừ 1. 2 trừ gì? Trừ 2. 3 trừ 3. Đúng không? 6 trừ 6. 7 trừ 7 nè. 14 nè. Trừ 14 nè. Và 21 nè. Trừ 21 nè. 42 nè. Trừ 40, 12. Vậy thì các ước chung nè. Các ước chung của 30 và 42 sẽ là, tức là giờ mình sẽ nhìn xem ước của 30 với 42 có những số nào giống nhau thì mình liệt kê ra đây. Đúng là 1 trừ 1 này, đây cũng có 1 trừ 1 nè. Đúng chưa nào? 1 nè, trừ 1 nè. 2 trừ 2 đây cũng có 2 trừ 2 nè. Được chưa? 2 nè, trừ 2 nè. Được chưa? 3 trừ 3 đây cũng có 3 trừ 3 nè. Đúng chưa? 3 nè, trừ 3 nè. Đấy. Còn nữa không? Đây là 5. À, 6 trừ 6 nè. Đây cũng có 6 trừ 6, đây cũng có 6 trừ 6 nè. Đấy. Vậy thì sẽ có nữa là 6 trừ 6. Còn nữa không em? 10, 15, 30. 7, 14. Như vậy chúng ta chỉ có các cặp ước chung nè. 1 cặp, 2 cặp, 3 cặp, 4 cặp. Được chưa? Đấy, vậy thì cái bài 3.40 xong nhá. Rồi. Bây giờ mình sẽ đến với bài 3.41. 3.41 người ta yêu cầu viết tập hợp sau bằng cách liệt kê phần tử. À, liệt kê nha các em. Nhớ về số tự nhiên mình đã có hai cách viết tập hợp phần tử, đó là liệt kê, và những cái cách thứ hai đó là gì? Tìm những điểm mà gì chúng giống nhau. Đúng không? Vậy thì yêu cầu đây là liệt kê. Nhớ nha. M bằng, tức là tập M bằng x thuộc z từ cái đoạn là x chia hết cho 4 và x đây nè lớn hơn hoặc bằng trừ 16 và nhỏ hơn 20. Đấy. Vậy thì mình sẽ phải tìm ở đây nè. Tìm ở đây x chia hết cho, vậy thì đây sẽ là cái gì? Đây sẽ là cái gì các em? Đây sẽ là bội hay là ước? Như vậy đây sẽ là cái gì các em?
ước đúng không? Ước của 4 lớn hơn trừ 16 và nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn gì đây? 20 đúng không? Đấy. Vậy thì bây giờ mình sẽ lập luận này. Ta có nè. Ta có các số chia hết cho 4 lớn hơn bao nhiêu trừ 16 và nhỏ hơn cái gì đây 20 sẽ là đấy. Vậy thì các em phải lập luận được cái này ra. Vậy thì những số mà chia hết cho 4 nó lớn hơn trừ 16, nhỏ hơn 20 thì chúng ta liệt kê nó ra nè. Chia hết cho 4 nha các em, thì chúng ta sẽ có những cái số đó nè. Cụ thể những số đó không, không chia hết cho 4 đúng không? Không nè, 4 nè, trừ 4 nè, 8 nè, trừ 8 nè, 12 nè, trừ 12 và bao nhiêu? 16 trừ 16. Đấy, hay nói cái khác, mình tìm tất cả những cái ước của 4. Đúng chưa? Hay nói một cái bài toán này chúng ta sẽ tìm này, tìm ước của 4 đấy. Hiểu không các em? Như vậy chúng ta sẽ tìm được các số đó là 0, 4, chúng ta có thể viết theo dương trước sau đó đến âm được nhá. Trừ 4 nè, 8 nè, trừ 8 nè, 12 nè, trừ 10, 12. Bao nhiêu nữa? 16 trừ 10, 16. Đấy. Vậy thì viết thành tập hợp như sau nè. Vậy thì cái tập M nè, M nè sẽ bằng nè x nè thuộc z nằm trong cái đoạn nè x chia hết cho 4. À, cái này chúng ta liệt kê các em ạ, chứ không phải viết theo dấu hiệu. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có, vậy M nè sẽ bằng, các em liệt kê hết cái này vào đây cho thầy, đúng không? Sẽ là 0 nè, 4 nè, trừ 4 nè, 8 trừ 8, 12 trừ 10, 12, 16 nè trừ 10, 16. Đấy, vậy thì đây chính là gì? Cái tập M mà chúng ta cần tìm. Được chưa? Đấy. Hoặc là cách thứ hai, chúng ta sẽ không ghi cái lập luận là ta có các số chia hết, mà chúng ta sẽ tìm ước của 4. Được chưa? Đấy, thì đấy cũng là một cái cách nhé. Rồi, mình sang cái bài tiếp theo. 3.42. Tìm hai ước của 15. Hai ước của số 15 mà có tổng bằng trừ 4. À, ước của 15 mà có tổng bằng trừ 4. Vậy thì đầu tiên mình cứ phải gì? Phải đi tìm đã, đúng không? Tìm các ước của 15 đã, đúng không? 3.42 nè. Chúng ta sẽ có nè các ước của 15 sẽ là, đấy, giờ mình không cần phải tìm ước dương trước, mình tìm ước âm sau, mà mình sẽ liệt kê luôn được nhé. Đó sẽ là cái gì các em? 1 trừ 1. 15 chia được cho 3. 3 trừ 3. Mấy nữa các em? 5 trừ 5. Đúng không? Và chính nó 15 với trừ 10, 15. Được chưa?
Đấy, vậy thì đây chính là những ước của mấy? Ước của 15. Vậy thì hai ước có tổng bằng trừ 4 à? Vậy hai ước của, ta phải ghi rất rõ nha, 15 có tổng bằng bằng bao nhiêu? Trừ 4 à? Sẽ là, đấy, vậy thì các em sẽ làm một cái bước ở đây. Chúng ta phải làm là giấy nháp, tính ra giấy nháp đúng không? Tính ra giấy nháp cho thầy. Như vậy ở đây mình sẽ ghép nè, 1 với 3. Nếu mình ghép là 1 với 3 có được không? Như vậy 1 cộng với 3 này thì nó bằng 4 rồi, đúng không? Đúng không? Đây tổng nó phải bằng gì? Trừ 4 à. Vậy thì 1 nè cộng với trừ 3, được không? 1 cộng trừ 3 có 1, nợ nợ mấy? Nợ 3 thì lại còn nợ gì? Nợ 2 cơ, đúng không? Không được. Vậy bây giờ nè, trừ 1 cộng với trừ 4, mình đã nợ 1, nợ thêm 4 nữa thì lại là trừ 5. Đấy, như vậy thì cái số 1 này mình cứ ghép tiếp. Giờ lại 1 mình ghép với 5, 1 cộng với 5 thì bằng mấy? Bằng 6. 1 cộng với trừ 5. Đấy, 1 cộng với trừ 5 mình có 1 nhưng mà nợ mấy? Nợ 5 thì còn nợ, nợ 4. À đây nè, có một anh thỏa mãn điều kiện nhá. Được chưa? Đúng không? 5 với 15 thì nó xa quá rồi đúng không? Như vậy thì mình chỉ có mấy? 1 với trừ 5 nè. Hoặc là gì? Hoặc là trừ 5 cộng với 1. Đấy, tức là mình đang nợ 5 có 1 thì cũng là trừ 4. Đấy, vậy thì đây chính là gì? Đây chính là cái số mình tìm nè. Vậy thì hai ước của 15 có tổng bằng trừ 4 sẽ là mấy? Sẽ là 1 và trừ 5. Đúng không? Đấy. Nếu giáo viên có hỏi nữa thì mình đưa cho người ta hai phép cộng này. Vì nè, 1 cộng với trừ 5 thì bằng trừ 4. Hoặc là gì? Trừ 5 nè cộng với 1 bằng trừ 4. Đấy. Vậy thì nếu giáo viên có hỏi, có vặn nữa thì mình sẽ đưa cho hai cái này là gì? Chắc chắn giáo viên sẽ phải phục mình, vì sao? Mình rất là hiểu bài nhá. Rồi, sang bài 3.43. Giải thích tại sao nếu hai số cùng chia hết cho trừ 3 thì tổng và hiệu của hai số đó cũng chia hết cho trừ 3. Hãy thử phát biểu một kết luận tổng quát. À, như vậy đây chính là gì? Đây chính là một trong những cái nội dung mà chúng ta vừa nãy chúng ta phải ghi nhớ đấy các em. Hai số nè, 3.43 đúng không? 3.43 nè. Hai số cùng chia hết cho trừ 3 thì tổng và hiệu của nó đều chia hết cho trừ 3. Đây, ví dụ nè. Hai số nè cùng chia hết cho mấy? Cho trừ 3. Viết dưới dạng này. Được viết dưới dạng như sau này. Đấy, chúng ta sẽ có cái dạng này, tức là trừ 3 nhân với A, đúng không? Và trừ B nhân với gì? Nhân với A. Với điều kiện là A và B đây nè, nó phải thuộc gì? Thuộc số nguyên. Đấy, vậy thì khi đó nè, khi đó thì mình sẽ có, khi đó mình sẽ có nè, khi đó chúng ta sẽ có tổng nè, sẽ là trừ 3 nhân với gì? A cộng với B, đúng không? Viết này viết dưới dạng gì? Dạng tổng.
Vậy thì trừ 3 nhân với A cộng B thì chắc chắn nó sẽ chia hết cho mấy? Chia hết cho trừ 3. Đúng không? Và khi đó mình sẽ có hiệu nè. Sẽ là trừ 3 nè. Nhân với A trừ đi B. Nó cũng sẽ chia hết cho trừ 3. Đúng không? Vậy thì qua cái này nè. Có tổng và có hiệu như này thì mình sẽ rút ra được cái gì? Kết luận nè. Kết luận nè. Mình sẽ kết luận như sau. Các số A, B, C gì đó thuộc Z với điều kiện là A và B cùng chia hết cho C. Trừ 3 đây chính là số C nha các em. Cùng chia hết cho một số C. Đúng chưa? Thì tổng hoặc là gì? Hiệu của chúng. Tổng hoặc hiệu của chúng sẽ gì? Cũng đi. Tổng hoặc hiệu của chúng cũng sẽ chia hết cho C. Đấy. Đấy, cụ thể ở đây chúng ta có nè, hai số đúng không? Cùng chia hết cho trừ 3. Được chưa? Đấy, tổng và hiệu đây. Được chưa các em? Đấy, như vậy thì đến đây chúng ta đã thực hiện xong được cái bài 3.43 này. Và đừng quên chia sẻ video cũng như kênh của chúng mình cho các bạn đang học ở trong lớp, trong trường các em nhé. Rồi, hẹn gặp lại các em ở bài tiếp theo. Bye bye.